đi làm suốt. Chỉ có ngày cuối tuần á là chị em mình mới có thời gian rảnh rang để đi chợ, đi siêu thị, mua đồ ăn cho cả tuần luôn. Nhưng mà mua nhiều quá thì bảo quản làm sao đây? Thịt cá thì mình còn có thể bỏ vào tủ đông được, nhưng còn rau củ quả thì làm sao mà bảo quản cho nó tươi xanh? Thôi kệ luôn chứ biết làm sao giờ. Kệ là kệ làm sao. Chị làm hết hồn vô nhà nào vậy? Em á hả, muốn bảo quản những cái thứ này á trong vòng một tuần lễ đúng không? Dạ đúng, nhưng mà khó lắm chị ơi. Chuyện nhỏ, đây chị chỉ cho. Đầu tiên á là củ hành tây đi ha. Ở nhà em á có những cái chiếc vớ mà vớ mỏng á, có em đem ra đây đi rồi để chị chỉ cho em. Dạ rồi có ngay đây nè. Cái này phải không chị? À đúng rồi, cái này ha. Thì em á lấy những cái củ hành tây như vậy nè, em bỏ vô rồi thắt rút lại đó. Kế tiếp á là em bỏ vô tiếp. Với cái cách này á em có thể bảo quản được vài tháng luôn đó. Có thiệt không chị? Thiệt chứ. Cái này á thì em có thể em đem vô trong bếp á, em kiếm những cái nơi nào mà thoáng mát á, em treo lên, khi mà sử dụng á thì em cứ lấy kéo á em cắt đi một củ em xài. Vậy đó hả chị? Hay quá trời luôn. Ủa em làm gì vậy? Thì em bảo quản hành lá. Cái này em rửa chưa? Dạ rồi, cái rổ này là em rửa rồi nè. Làm như vậy là không có phải đâu em. Bây giờ ở nhà em á có cái chai nước nào á uống rồi á mà bỏ đó. Có. Em đem ra đây đi, với lại con dao với tấm thớt nữa. Chị chỉ cho. Dạ. Đây, có rồi đây nè. Bây giờ á hành lá này nè sắc ra từ khúc nhỏ đi ha. Rồi bắt đầu em lấy cái chai đó, bỏ hành lá vô. Làm vậy là bảo quản được hành hả chị? Đúng rồi. Em á làm vậy xong cái em mới bỏ vô tủ đông á. Dạ. Thì nó sẽ không có bị úng. Cách này á chẳng những á mà bảo quản được hành tươi lâu. Dạ. Mà nó còn á tiết kiệm được thời gian nữa. Mà em thấy á bây giờ á em làm xong này em bỏ vô tủ đông, mỗi lần á mà hả em muốn sử dụng tới á em chỉ cần mở tủ lạnh ra lấy ra xài thôi, không có cần mất thời gian là phải mua hành về rồi rửa xong rồi sắc nhỏ ra nữa, đúng không chị? Đúng rồi. Hay quá trời luôn. Vậy mày không nghĩ ra nha chị. Bây giờ em đi bỏ tủ đông nha. Em bỏ đi em. Làm gì vậy? Dạ, em cắt chuối em bỏ vô trong bọc ni lông bảo quản. Đâu phải làm bằng cách này đâu em. Ủa gì chứ làm sao chị? Em lấy cái loại chuối như vậy nè. Rồi em lấy một cái màng bọc thực phẩm, em bọc cái chỗ này lại. À. Thì có thể giữ được 3 đến 5 ngày. Nếu mà em muốn bảo quản lâu á thì em đừng có nên để chuối gần những cái rau củ quả khác. Tại vì cái chuối này nó sẽ tiết ra cái khí ethylene
thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái rau củ quả khác, thì cái rau củ quả khác á nó sẽ dễ mau hư lắm. Nào giờ em có biết đâu chị, em mua về là em cứ tống hết vô tủ lạnh vậy đó. Thôi bây giờ em mở tủ lạnh ra cho chị coi thử coi cách bảo quản của em sao. À đây nè. Ủa sao phô mai này á em lại lấy bao ni lông bỏ vô vậy? Em không dùng hết thì em bỏ vào bọc ni lông chứ sao chị? Cái này không có được em ơi, em phải bỏ vô trong giấy sáp hoặc là giấy bạc rồi em mới bỏ vô trong cái bao ni lông em cất tủ lạnh. À đây nè. Bây giờ chị bỏ cho em coi nè. Rồi, xong rồi bỏ vô lại bao ni lông hả chị? Đúng rồi. Đó, như vậy á, em cất vô tủ lạnh á thì nó sẽ không có bị khô. À. Trời, chị giỏi quá, cái gì chị cũng biết làm hết trơn á. Chị còn chỉ cho em thêm một cái mẹo này nữa nè. Gì nữa chị? Ở nhà em có chai nước nào xài rồi mà bỏ không? Dạ có. Rồi, em đi vô bếp lấy đi rồi chị chỉ cho. À, cái chai này á thì chị chỉ cần lấy cây kéo, chị cắt cái phần này. À, chị lấy cái phần đầu thôi, còn cái phần thân thì chị không có xài. Em có những cái thứ nào mà cần bảo quản kín không? Có, chờ chờ em xíu. Nè chị, đường này em để ngoài kiến nó cứ chui vô hoài. Rồi đây chị chỉ cho nè. Cái nắp này ha, em mở ra, nhét vô. Kéo này lên. À, xong rồi cái em mới đậy lại. Đó, vậy á là kiến á không bao giờ mà nó chui vô đây được hết á. Bịch kiểu này kiến đường đâu mà chui vô. Công nhận chị đảm đang thiệt á, bữa nào có thời gian á, em phải qua nhà chị học về cái khoản nữ công gia chánh mới được á. Hay quá à. Rồi thôi em á dọn dẹp tiếp đi nha. Còn chị á bây giờ về á lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ nữa. Dạ em cảm ơn chị. Rồi thôi chị về. Dạ.